Các bạn bây giờ mình sẽ chơi cái ống lần thứ hai nghe. Bây giờ mình sẽ chơi, mình lên chơi tiếp mấy ống màu cam với màu xanh với màu xanh nước biển nữa. Đây là mình tập thể dục nha. Này là mỗi lần lên là phải đinh cái phao như vậy nè. Vô xuống giống nha. Rồi giờ xuống giống nè. Chúng phải màu. Wow. Ôi da. Ôi da trời ơi. Đâu này bể cái lưu đích luôn trời. Ngồi sâu quá bể đít. Ây da trời ơi. Ây da trời ơi. Ôi cái này mạnh dữ hả. Ôi da. Ôi ơi ơi quay ngược rồi quay ngược. Ôi quay ngược. Ôi sao nó quay ngược vậy. Ôi trời ơi quay ngược luôn. Ê các bạn ơi nó quay ngược luôn rồi. Bể cái đít luôn á. Thiệt luôn á.